biệt thự check-in ngày 1 tháng 8 2021, xã Đông Thạnh và thị trấn thứ 11. Sống thì nói chuyện của mình. Ăn tôm không kìa? Ăn tôm không kìa? Chú bắn tôm kìa. Tôm từ điện. Anh qua chợ cá thử coi người ta có bán không. Nghỉ rồi, bà đã nghỉ bán rồi. Phút rồi mà đâu bán nữa. Thank you.
xuất sắc. Coi coi học cái gì đây. Wow, giỏi quá ta, giỏi quá.